AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Cubist Arena cho phép các người chơi điều khiển các robot khối vuông bước vào chiến trường chiến đấu với nhau. Đến với game, bạn sẽ được tham gia vào các trận chiến deathmatch ngắn có nhịp độ nhanh, vô cùng hoành tráng và đầy hứng khởi khi cùng những người chơi khác điều khiển những con robot khối vuông ngộ nghĩnh bước vào chiến trường. Mỗi trận chiến sẽ có tổng cộng 4 người chơi và nếu muốn mình là người giành chiến thắng thì game thủ sẽ phải cố gắng thu thập được càng nhiều thẻ tên càng tốt. Thẻ tên sẽ là thứ xuất hiện ngay sau khi một người chơi bị hạ gục. Bên cạnh đó, bằng cách thu thập các thẻ tên này thì con robot khối vuông của bạn cũng sẽ được thăng cấp. Mỗi lần thăng cấp sẽ giúp con robot tăng một trong các thứ như tốc độ hồi máu, máu tối đa, khả năng giảm hiệu ứng bất lợi. Ngoài ra, trên chiến trường cũng sẽ có những điểm cố định mà cứ sau một khoảng thời gian sẽ cung cấp ngẫu nhiên một trong số những vật phẩm hỗ trợ như là hồi máu cho robot, giảm tốc độ bay đường đạn của các đối thủ, tăng lượng sát thương mình gây ra. Kết thúc thời gian của trận đấu thì thứ hạng của các người chơi sẽ được quyết định bởi số thẻ tên mà mỗi người thu thập được. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không trải nghiệm thử Cubist Arena và cùng những người chơi khác bước vào chiến trường ngay đi nào. Cubist Arena có gì hấp dẫn người chơi? Tùy chỉnh ngoại hình robot khối vuông của mình bằng nhiều kiểu skin, biểu cảm khuôn mặt và mũ khác nhau. Hệ thống vũ khí được chia làm hai loại là tầm xa và cận chiến, với nhiều món khác nhau để lựa chọn trang bị cho robot. Có 4 bản đồ chiến trường được xây dựng độc đáo và khác nhau cho bạn lựa chọn để tham gia vào. Mỗi trận chiến thì diễn ra trong 2 phút 30 giây, rất phù hợp cho các game thủ giải trí ngắn những lúc rảnh rỗi. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, con mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.